Welcome back to my channel, Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay cùng chú Cường đi tham quan một dòng phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam nha cả nhà. Thì phố cổ Hội An từng là một cái thương cảng rất là sầm uất và sôi động. Thế nhưng điều đó không làm vùi lấp không khí cổ kính xưa ở đây. Cuộc sống thì vẫn cứ bình lặng, mặc cho đã trải qua hàng trăm năm, khi mà ngoài kia bao nhiêu nơi vẫn không ngừng vươn mình phát triển. Những mái cũ rêu phong nè, những con đường ngập trong sắc màu của những chiếc lồng đèn và cả những công trình cổ kính, tất cả khiến bạn cảm giác như trở về quá khứ. Thì bây giờ cùng với chú Cường tham quan một dòng phố cổ Hội An xem những điều chú Cường nói là sẽ như thế nào nha. Phố cổ Hội An là một thành phố du lịch rất là nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, nằm trọn trong phường là Minh An thuộc hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển của tỉnh Quảng Nam Việt Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng là 30 km về phía nam, phía đông là giáp với Biển Đông, phía nam giáp với lợi huyện là Duy Xuyên và phía tây giáp với huyện là Điện Bàn. Ít ai mà biết được là trước khi mà có tên Hội An như ngày hôm nay thì ngày xưa có tên là Phai Phô. Tên gọi này có thể bắt đầu được sử dụng bởi các thương nhân Bồ Đào Nha từ nửa thế kỷ thứ 16 sang thế kỷ thứ 17-18 dần phổ biến hơn. Xét theo nghĩa rộng thì Phai Phô có nghĩa là không gian địa lý bao gồm cửa biển, hải cảng và các bến chợ nơi quy tụ hàng hóa sản phẩm. Còn theo nghĩa hẹp thì Phai Phô có nghĩa là khu vực mà ngày nay gọi là phố cổ Hội An. Bước sang thế kỷ thứ 17 thì Phai Phô gần như là trở thành địa danh chính thức để nói về thương cảng này. Còn cái tên gọi là Hoài Phô trước đó dần mang nhạt mờ theo thời gian và dần đổi thành là Hoài Phố. Cùng lúc này thì xuất hiện đại danh là Hội An, lâu dần nó chính thức là danh xưng sử dụng và được cả thế giới biết đến. Hội An ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 16 dưới sự trị vì của nhà Lê. Vào năm 1527 thì Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà Lê và vùng Đông Kinh lúc bấy giờ nguyên quyền cai quản nhà Mạc. Sau đó vào năm 1533 là Nguyễn Kinh nhân danh nhà Lê lập binh chống lại nhà Mạc, và sau đó là Nguyễn Kim mất, con rể là Trinh Kiểm lên nắm quyền. Năm 1558 Nguyễn Hoàng, tức là người con thứ ba của Nguyễn Kim, cùng dòng họ và binh lính lui về định cư ở vùng Thuận Hóa. Cũng kể từ năm 1570 Nguyễn Hoàng nắm quyền trấn thủ Quảng Nam, cùng với lại là Nguyễn Phúc Nguyên là con trai xây dựng thành lũy nè, lên kế hoạch phát triển kinh tế đàng trong, mở rộng giao thương buôn bán với là nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản nè, Trung Quốc và một số nước là phương Tây. Bắt đầu từ đây thì Hội An trở thành một cái thương cảng quốc tế rất là sầm uất ở khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ. Năm 1999 thì Hội An chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Từ đó thì du lịch Hội An đi phố cổ trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Nãy giờ mình chạy một vòng mình sẽ thấy được tông màu chủ đạo của phố cổ Hội An của mình là màu vàng nha cả nhà. Hội An nổi tiếng bởi cái vẻ đẹp kiến trúc là truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà cổ, những cái bức tường và cả những con đường. Dù đã trải qua hàng trăm năm với biết bao nhiêu là biến cố nhưng ở đây vẫn giữ nguyên những cái nét đẹp cổ xưa, trầm mặc rêu phong trên từng cái mái ngói, từng cái hàng cây. Kiểu nhà ở đây là mang lối kiến trúc là hình ống thoáng mát, ngập tràn trong ánh nắng mặt trời. Đường phố thì được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những cái con phố ngắn là uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà nhỏ nhìn rất là đẹp mắt luôn. Dạo quanh những con phố nhỏ ở đây thì rất là yên bình. Mình đi du lịch Hội An là ngay cái khoảng là mùa hè cả nhà. Vào khoảng tháng 7, tháng 8 thì thời tiết ở đây rất là đẹp luôn. Đi phố cổ và gặp ngay cái mùa khô, mùa nắng ở cả nhà thì rất là đẹp. Thứ nhất là trời rất là trong xanh, thứ hai là hai bên là hàng cây rập bóng mát luôn. Và đặc biệt là những cái mảng tường vàng ở cả nhà của những ngôi nhà cổ, mình đứng ở góc nào mình chụp hình lên cũng đẹp cả nhà. Tại vì mình từng đi Hội An ngay cái dịp mà tháng 12, tháng 11 mùa mưa bão nhiều cả nhà, là cái sông ở chỗ mà sông Hoài ngay cái chỗ mà chùa cầu luôn là bị ngập rất là nặng luôn. Sau này thì mình không biết là còn ngập hay không, nhưng mà lúc đó là báo chí đăng lên luôn, tức là nguyên con đường phố cổ bị nước dâng lên rồi sình lầy rồi tùm lum tùm la hết. Mình đi mà mình không có biết cái thời tiết cả nhà, nên là mọi người đi thì chú ý thẳng thời tiết nha. Ở Hội An thì có rất là nhiều khu phố cổ được xây dựng vào từ thế kỷ thứ 16 và đến nay vẫn còn tồn tại gần như là nguyên vẹn với hơn là 1.000 di tích kiến trúc cổ như là phố xá, nhà cửa đến đền đài, chùa chiền, giếng cổ. Một trong những số đó phải kể đến là chùa cầu, một công trình rất là độc đáo, một nét kiến trúc mang đậm phong cách là kiến trúc Việt, không chỉ được chọn để in lên cái tờ tiền giấy là 20.000 đồng mà được xem như là một cái hình ảnh đặc trưng, là tài sản vô giá của phố cổ. Nhưng mà hiện tại thì ngay chỗ chùa cầu mà mình đang trùng tu lại nha cả nhà, nên ngay thời điểm này hiện tại mình đi thì mình sẽ không có vào được tham quan, chỉ có là đi ngang và mình nhìn thấy thôi. Mọi người rào lại hết rồi, mình chỉ cần nhìn vào thôi chứ mình không có được đi lên trên đó. Chứ ngày xưa là cái chùa cầu là mình sẽ được đi dạo bước trên đó luôn cả nhà, đi qua đi lại được ở trên chùa cầu luôn.
Đây là hình ảnh chùa Bà Mụ cả nhà, rất là đẹp luôn. Nãy giờ là mình chạy lòng vòng, bây giờ là mình sẽ gửi xe và bắt đầu là đi vào khu vực mà phố cổ nha cả nhà. Ở trong này thì rất là nhiều cái con đường, ở đây thì hình bàn cờ nên là mọi người yên tâm về vấn đề là mình sẽ thứ nhất là không sợ lạc đường, thứ hai là không sợ đường cùng nha cả nhà. Tại tất cả cái con đường ngõ hẻm ở đây nó sẽ thông nhau hết nên rất là dễ, và cái hướng của mình cứ nhắm cái hướng là sông Hoài mình đi là chắc chắn là mình sẽ không có đi lạc nha. Cả nhà thấy hai bên cái bức tường nó màu vàng rất là đẹp không? Nói thiệt là từ cái chỗ gửi xe mà mình đi thẳng vào tới khu vực mà phố cổ là mình có thể chụp được không biết bao nhiêu tấm ảnh, rồi mình quay bao nhiêu clip luôn cả nhà. Tại vì rất là đẹp và rất là dễ thương, và mình cảm giác được là cuộc sống khi mà bước vào đây, cuộc sống nó không có còn quá hối hả, quá nhộn nhịp nữa, mà nó quay là cái thời mấy năm năm về trước, cả nhà, rất là nhẹ nhàng, rất là yên bình và thư thái nha. Và ở đây thì lưu ý là mình sẽ không có sử dụng là xe có động cơ nha cả nhà. Ở đây có thể đi xe đạp, đi bộ hoặc là đi xích lô thôi, chứ mình sẽ không có sử dụng là xe gắn máy nha. Còn nãy giờ cái đường mà xung quanh phố cổ là mình sẽ đi được, còn trong phố cổ là bắt buộc là mình sẽ gửi xe nha cả nhà. Khi mà mình xác định là đi phố cổ Hội An, dĩ nhiên mình sẽ chuẩn bị một sức khỏe thật là tốt, một đôi chân rất là dẻo dai nha cả nhà. Tại vì mình xác định là mình đi bộ rất là nhiều, mình có thể là mình đi bộ khoảng 1-2 cây số, sau đó là mình uống nước hoặc là mình ngồi nghỉ ngơi. Rất là nhiều cái chỗ quán nước nhỏ mà mình có thể mình ngồi nghỉ ngơi dừng chân nha cả nhà. Và nước ở đây nó tầm khoảng là 15-20 ngàn một ly nước, nên nó rất là rẻ, rất là phù hợp cho khách du lịch nha cả nhà. Mình thấy có nhiều bạn đi du lịch đó, đi tới nơi đây xong cứ ngồi một chỗ, mình không có làm cái gì hết, thật sự rất là phí phạm cả nhà. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai có thể là về tiền bạc nữa. Mình đi tới đây rồi, hoặc là mình xác định là mình đi du lịch là mình phải khám phá tất tần tật các điểm mà mình phải đến nha cả nhà. Mình đến đó mà mình không đi tham quan một vòng á, cuối cùng mình quay về, sau đó mình có thể là mình tiếc, ai hỏi mình đến đó có những điểm gì thì mình nói mình mệt, mình không đi, rất là phí nha cả nhà. Đôi khi người ta không có điều kiện, người ta có thể coi qua YouTube màn ảnh nhỏ thôi, còn mình đã đi đến nơi rồi thì bắt buộc mình sẽ đi tham quan khám phá hết nha. Trừ trường hợp là người lớn tuổi thì mình đi không nổi thôi. Còn nếu mà mình là người trẻ thì mình đã xác định du lịch mình phải năng động, nhiều năng lượng lên nha cả nhà. Đây là cái khu vực chùa cầu nè cả nhà. Ngày xưa chùa cầu mà chưa có trùng tu á, là ở đây là mình đi qua đi lại đi tới đi lui được luôn, và khu vực này là gọi là hot check in luôn. Nhưng mà sau này ngay thời điểm mình đi á, tầm khoảng là tháng 8 á, mình đi á, thì chỗ này thì đang rào lại để trùng tu lại, sửa chữa lại, và mình cũng chưa biết là thời gian hoàn thành là bao lâu nữa. Nhưng mà chỗ này cũng rất là nhiều khách đi ngang để tham quan nha cả nhà. Khi mà nhắc về phố cổ Hội An thì mọi người hay nói là thành phố của những cái danh hiệu. Hội An thì với vẻ đẹp rất là yên bình vượt thời gian, với những nền văn hóa giao lưu từ nhiều nước nè, với những cái lễ hội truyền thống rất là đặc sắc và những cái kiến trúc cổ điển rất là độc đáo luôn. Tất cả những điều này đã giúp phố cổ Hội An thường xuyên xuất hiện trên các cuộc bình chọn của khách nước ngoài. Một số cái danh hiệu tiêu biểu của phố cổ Hội An ví dụ như là top điểm đến được yêu thích nhất châu Á, top 17 điểm selfie đẹp nhất thế giới, top 10 thành phố lãng mạn nhất thế giới, top những điểm đến có con kênh nổi tiếng nhất thế giới, và top điểm đến có giá trị lịch sử nhất thế giới. Ngoài ra còn hàng loạt các danh hiệu khác, ví dụ như 5 trong 10 điểm du lịch tốt nhất châu Á vào tháng 6 năm 2013 nè, là thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới vào tháng 1 năm 2013, là điểm đến đặc sắc cũng như là thu hút khách du lịch nhất Việt Nam do tạp chí là Huffington Post bình chọn của Mỹ vào tháng 10 năm 2013. Sau khi đi một vòng phố cổ Hội An và mình sẽ nhận định được một điều là những cái nét kiến trúc của phố cổ rất là đặc biệt, thì mình sẽ cùng khám phá xem là phố cổ có những nét kiến trúc gì nha. Đầu tiên mình sẽ khám phá là kiểu nhà ở phố cổ. Không có những cái ngôi nhà mà cao tầng với những thiết kế hiện đại, kiểu nhà phổ biến ở đây thì chính là những ngôi nhà là 1 đến 2 tầng. Với cái đặc điểm là chiều ngang hẹp nhưng mà chiều dài thì rất là dài và sâu, tạo nên là kiểu cái nhà ống. Những cái vật liệu dùng để xây nhà có sức chịu lực và độ bền rất là cao. Thông thường thì một ngôi nhà ở phố cổ Hội An á, sẽ có kết cấu đặc trưng kiểu là nhà khung gỗ, hai bên là ngăn cách bằng tường gạch. Chiều ngang ngôi nhà rộng khoảng là 4-8m và chiều sâu là tầm khoảng 10-40m. Còn bố cục thì sẽ bao gồm là vỉa hè, hiên, nhà chính, nhà phụ, rồi nhà cầu, nhà sau là với ba gian và vườn, tuy nhỏ nhưng mà thoáng mát và ngập tràn trong ánh nắng mặt trời. Về phần mái ngói thì kiểu kiến trúc của những ngôi nhà phố cổ Hội An á, là không chỉ nằm ở thiết kế bằng hình dáng ngôi nhà mà còn nằm ở cả là mái ngói luôn. Thì hầu hết là chúng đều lợp theo kiểu là dạng là hai mái,
nhà chính và nhà phụ là không chung một mái nhà mà là hai mái kế tiếp nhau. Rất là ít mái nhà chính phủ lên cái phần là mái nhà phụ. Khi lợp thì người ta sẽ xếp là một lớp là mái ngói ngửa, tiếp theo là mái ngói úp xuống. Lợp xong thì các viên ngói sẽ được cố định lại bằng vữa, tạo thành một dãy ngói nhô lên dọc theo hai bên mái. Điều này thì khiến toàn bộ mái toát lên vẻ cứng cáp và rất là mạnh mẽ. Ở phần nóc mái thì được xây cao lên thành hình chữ nhật và nhìn tổng thể thì nó có vẻ như mất cân đối, nhưng cách trang trí này lại khiến cho nhà Hội An trở nên rất là ấn tượng, tạo ra một nét đẹp riêng của thành phố này. Về đường phố thì khác với những cái hình ảnh những con phố đổ nhựa rộng rãi này nối dài thẳng tắp như các thành phố lớn khác, thì đường phố Hội An được bố trí theo ngang dọc kiểu như là bàn cờ, với những cái con phố ngắn uốn lượn ôm sát những ngôi nhà nhỏ xinh. Một điều mình rất là thích khi mà đi phố cổ Hội An đó nha, có nghĩa là tất cả các nhà hàng nè, rồi mấy cái chỗ mà bán đồ lưu niệm hoặc là bán quần áo thời trang rất là nhiều luôn, tất cả là đều sẽ có giá niêm yết rõ ràng, và phía ngoài sẽ có cái menu để cho mọi người biết được là ở phía trong bán cái gì và giá là bao nhiêu, tạo cho mọi người đi tham quan du lịch cảm giác là sẽ không có bị chặt chém và giá cả niêm yết rất là rõ ràng á cả nhà. Sau khi mà đi bộ lòng vòng tầm khoảng 2-3 cây số rồi á, thì mình sẽ ghé một cái quán để mình ăn chè nha cả nhà. Ở đây thì sẽ có bán su so là rất là nổi tiếng, hoặc là chè thập cẩm, mấy cái loại chè đậu á cả nhà. Thì mình sẽ ghé đây ăn nha. Lần nào mình đi phố cổ Hội An mình cũng sẽ ghé đây ăn hết. Tại quán chè này là ngồi đối diện với lại sông Hoài cả nhà, ngồi là nhìn cái dòng người đi qua đi lại nè, rồi bơi thuyền đồ này nọ rất là nhộn nhịp, nhưng mà cũng cảm giác rất là yên bình. Nên lần nào mình cũng sẽ ghé đây ăn hết. Một phần như vậy có giá chỉ 25.000 đồng thôi cả nhà, rất là nhiều luôn. Quán này có tên là nhà hàng Quảng Thắng nha cả nhà. Đây bán trà tắc, trà đào, rồi phục lộc nè, rồi đặc biệt là ở đây là bán chè nha cả nhà. Một phần chè thập cẩm như vậy có giá là 25.000 đồng thôi. Thời điểm mà mình quay cái video này là tầm khoảng là 17 giờ chiều ở cả nhà. Nắng không quá gay gắt và nắng rất là đẹp luôn. Mình quay cái video này thật sự mình cũng canh cánh và đau đáu trong lòng ở cả nhà biết vì sao không? Có nghĩa là mình không biết vì làm như thế nào để mình diễn tả hết được cái nét đẹp của phố cổ Hội An trong một cái thước phim của mình thôi. Tại vì mình cũng không phải là người có quá nhiều kinh nghiệm, mình thấy chỗ nào đẹp mình quay nhưng mà sẽ không bắt được hết cái nét đẹp, không lột tả, không diễn tả hết được. Thật sự thì Hội An là mấy bạn phải đến và cảm nhận được thì mới biết được là giá trị của Hội An như thế nào. Chứ mình coi qua những cái clip thật sự thì thấy cũng đẹp thôi, nhưng mà thật sự phải sử dụng một từ là đẹp ngỡ ngàng cả nhà. Đi Hội An rồi mới thấy được là Hội An rất là đẹp luôn. Khi mà mình tham quan ở trong phố cổ Hội An á, dĩ nhiên mình sẽ đi hết tất cả các con đường, ngõ hẻm ở trong phố cổ để mình thấy được là cái vẻ đẹp của phố cổ như thế nào. Tuy nhiên sẽ có một số cái nơi mà chắc chắn mình sẽ đến và mình check in để mình tìm hiểu được. Đây là một trong những nơi mà rất là đặc biệt ở trong phố cổ luôn cả nhà. Thứ nhất là chùa Cầu, thứ hai nữa là nhà cổ Tân Ký khoảng là 150 năm tuổi, thứ ba là hội quán Phúc Kiến, đây là được xem là đặc trưng kiến trúc của người Hoa, và tiếp theo là chùa Ông Uy Nghiêm nè, rồi bảo tàng lịch sử văn hóa nè. Đó là một trong những cái điểm mà bắt buộc mình phải tham quan khi mà đến phố cổ nha cả nhà. Nãy giờ là mình chạy lòng vòng ở trong phố cổ rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ ra ngay khu vực chính, cái chỗ mà chợ Hội An nha cả nhà, để xem là trong chợ sẽ bán những gì và ở phía xung quanh ngoài chợ là bán những gì nha cả nhà. Đây là mặt tiền của chợ Hội An nè, rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là ấn tượng và đẹp cả nhà. Đây là mình chạy hai bên hông chợ cũng như là đi bọc phía sau lưng chợ nha cả nhà, để mọi người xem được và hình dung được là ngôi chợ này như thế nào. Chợ thì sẽ không quá lớn, tuy nhiên là đồ đạc sắp xếp rất là gọn gàng, và thứ hai nữa là cái sàn nhà cả nhà rất là sạch sẽ luôn. Thì chợ Hội An của mình cũng nằm ở giữa lòng phố cổ luôn, tuy nhiên là khu vực này thì vẫn được chạy xe gắn máy nha cả nhà, xe có động cơ á, tại vì ở đây vẫn còn là giao thương hàng hóa, chở đồ đạc đồ này nọ nên dĩ nhiên là sẽ sử dụng đến những cái phương tiện như thế này. Ở đây thì giờ hoạt động của chợ thường là từ 6 giờ sáng đến khoảng là 22 giờ đêm hàng ngày.
Ở chợ Hội An thì cũng giống như những nơi chợ truyền thống của Việt Nam khác thì cũng chia làm rất là nhiều khu, ví dụ như là khu vực bán hải sản tươi sống nè, rồi khu rau củ trái cây nè, rồi khu quà lưu niệm hoặc là khu ẩm thực nè, và đặc biệt là khu vực ẩm thực thì lúc nào cũng thu hút rất là nhiều du khách nha cả nhà. Thì giống như cá nhân mình, chút xíu mình sẽ đi vô nhà lòng, mình sẽ thưởng thức ví dụ như cao lầu, mì Quảng ở trong đây rất là nhiều luôn. Cả nhà thấy hai bên hông chợ không, bán rất là nhiều đồ lưu niệm luôn cả nhà. Ở đây thì mình thấy sẽ có quầy là có niêm yết giá, có quầy là không, hoặc là trong cái khu vực niêm yết giá có một số sản phẩm cũng không có niêm yết giá, nên là mọi người mua thì nhớ tham khảo để mình sẽ không có bị hớ giá nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào cái khu vực là nhà lòng chợ nha cả nhà. Trong đây thì bán đồ ăn rất là nhiều luôn, sẽ có là mì Quảng nè, cao lầu hoặc là gỏi cuốn. Đây là ba cái món mà chủ yếu và chủ lực nhất luôn, là đi quầy nào mình cũng sẽ thấy hết nè cả nhà. Một phần mì Quảng, cao lầu tầm khoảng là 30 đến 35 ngàn đồng thôi, còn gỏi cuốn là 8 đến 10 ngàn đồng một cuốn. Cả nhà ta chú ý cái sàn không, rất là sạch sẽ luôn. Và ở đây mình thấy bán rất là văn minh lịch sự, các cô chú ở đây bán là không có kiểu mà tranh giành khách du lịch gì hết á, nên rất là thoải mái khi mà vào chợ này. Sau khi mà tham quan một vòng cũng như là ăn uống ở trong chợ Hội An xong, mình tiếp tục mình đi ra phía trước để mình đi bộ tham quan một vòng nữa nha cả nhà, trước khi mà vào buổi tối mình sẽ thả hoa đăng ở trên dòng sông Hoài nha. Nếu mà cả nhà theo dõi từ đầu video tới giờ bắt đầu là mọi người sẽ thấy được là rất là nhiều đèn đã được lên nha cả nhà. Tức là Hội An mà buổi tối lên đèn thì cực kỳ đẹp luôn. Buổi tối sẽ sử dụng một từ gọi là đẹp ngỡ ngàng cả nhà. Nếu mà cho lựa chọn đi buổi sáng và buổi tối thì cả nhà nên lấy đi là buổi tối nha. Thường thì mọi người đi Hội An xong là mọi người sẽ quay về trung tâm thành phố Đà Nẵng, chứ ít ai mà ở ngay trung tâm thành phố Hội An lắm. Thì cái lịch trình ok nhất là mình sẽ xuất phát từ trung tâm thành phố Đà Nẵng tầm khoảng là 14 giờ, tức là 2 giờ chiều, thì đi đến rừng dừa Bảy Mẫu thì tầm khoảng là 2 giờ rưỡi là tới rồi cả nhà, tại cách tầm khoảng là gần 30 cây số thôi. Ở đó thì mình chơi tầm khoảng là 1 tiếng rưỡi là mình sẽ đi di chuyển tới trung tâm thành phố Hội An. Tại từ rừng dừa Bảy Mẫu tới trung tâm thành phố Hội An tầm khoảng là 7-8 cây là tới rồi. Sau đó mình đi bộ một vòng trung tâm thành phố Hội An, và tới tối là mình sẽ ở lại, mình thả hoa đăng, mình đi buổi tối rồi này nọ xong, rồi bắt đầu là mình sẽ đi ngược lại trung tâm thành phố Đà Nẵng tầm khoảng là 8 giờ rưỡi đến 9 giờ là bắt đầu là mình di chuyển ngược lại thành phố Đà Nẵng được rồi nha cả nhà. Mọi người sẽ đặt câu hỏi là nếu mà đi đường khoảng 30 cây số mà từ tỉnh này qua tỉnh kia thì có an toàn không, có ok không, thì chắc chắn luôn mình trả lời rất là an ninh và chạy xe rất là ok, tại đường là đường nhựa hết cả nhà, và xe lớn chạy cũng rất là nhiều xe du lịch đó. Tại cung đường này là cung đường du lịch nên là mọi người cứ an tâm mà chạy xe, hai bên đường thì nhà dân rất là nhiều luôn. Cả nhà mình thấy không, càng về chiều thì ngay trung tâm phố cổ Hội An càng đông, tức là du khách đổ dồn từ trung tâm thành phố Đà Nẵng hoặc là rừng dừa Bảy Mẫu đổ dồn về để buổi tối ngắm ở đây. Tại vì nếu mà cho mình lựa chọn là một là đi ban ngày, hai là đi buổi tối, thì dĩ nhiên mình sẽ chọn ban đêm nha cả nhà. Tại vì thật sự Hội An mà lên đèn rồi thì không có từ nào diễn tả được cái nét đẹp của Hội An hết. Mình đi Hội An lúc trước đó mình đi rất là nhiều lần và đi ban ngày thôi cả nhà. Nhưng mà cuối cùng là có một lần mình đi được ban đêm, và sau đó mình mới biết được là Hội An ban đêm nó đẹp gấp 5-6 lần so với lại ban ngày lần. Ở một bình luận của video này mình sẽ cập nhật cho mọi người xem được là Hội An về đêm đẹp như thế nào nha. Tại trước đó mình đi Hội An rồi mình thấy đẹp quá mình phải lên clip liền luôn. Còn cái clip mà Hội An ban ngày này thì mình đi về nhà rồi mình bắt đầu mình mới làm clip cho mấy bạn xem. Bắt đầu tầm khoảng là 18 giờ, tức là 6 giờ chiều cả nhà, thì những cái thuyền ở trên sông Hoài này nè, rất là nhiều du khách thuê. Nhưng mà mình để tầm khoảng là 19 giờ hoặc là 20 giờ càng về khuya cả nhà, thì sông ở đây càng nhộn nhịp và mỗi cái thuyền nó lên lồng đèn rất là đẹp luôn. Thì cái giờ đó mình thuê mình
chụp ảnh check in đồ này này nọ ở trên mặt sông thì nó sẽ đẹp hơn là cái tầm giờ này nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây, cả nhà thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ kênh của mình nha.